Hi, mình chào, con chưa? Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học phương pháp quen là 4. Và trước khi vào học pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một câu lạc. Hay, con ngồi và chúng ta sát. Hay, rồi các bạn nhìn thấy các bạn nam này ha, đang thế nào? Đúng rồi, ha, bạn nói đang có một dự định là gì? Natsuyasumi là đi đâu ta? Đúng rồi, đi biển là Umi, đúng không? Thì Natsuyasumi là nghĩa là gì các bạn? Đúng rồi, nghĩa là kỳ nghỉ hè, đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ có, cũng có chút là Watashi wa umi e iko to mottemasu. Thì cái động từ iko là cái động từ thể trí là mình đã học ở trước đó rồi các bạn ha. Thì chúng ta hôm nay cái mẫu câu là to mottemasu thì chúng ta sẽ cộng với là động từ thể trí, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Watashi wa umi e iko to mottemasu, là tôi có dự định đi biển ha. Đi biển ska. Thôi để hiểu rõ một chút to mottemasu thì chúng ta cùng nhau đi qua phần một chút nào. Rồi, cái mẫu câu tomotemasu này thì chúng ta đi với động từ thể trí là ikoke, ví dụ như là tabeyo iko, được chưa các bạn? Rồi, cái ý nghĩa của mẫu chút này là tôi hoặc ai đó là gì? Định về hoặc là dự định sẽ về. Ví dụ như này, cái câu mẫu câu là watashi wa umi e iko tomotemasu là gì các bạn? Đúng rồi, tôi có dự định sẽ gì? Đi biển. À, đi desu ka? Hay đi desu ne? Thôi, cái cách dùng của cái mẫu câu tomotemasu này thì dùng để biểu lộ dự định và ý muốn làm chuyện gì đó cho người nghe biết. Hay idesne. Thôi, để hiểu rõ một có chút tomotemasu thì chúng ta cùng nhau đi qua một câu ví dụ. Hay konoe và chúng ta sẽ. Thôi các bạn nhìn vào bức tranh này cũng là gì? Natsuyasumi là cũng bạn đó có dự định vào mùa hè thì bạn đó là gì ta? Đúng rồi, mình thấy cái lá cờ của Nhật Bản và lá cờ Việt Nam thì bạn đó sẽ gì? Trở về Việt Nam, dự định là gì? Trở về Việt Nam được không các bạn? Từ Nhật trở về Việt Nam. Thì chúng ta sẽ có một câu là Natsuyasumi ni kuni e kaeru to mottemasu. Kaerimasu chúng ta chuyển sang thể trí là kaeru to mottemasu. Hay đi desu ka? Hay một chút đầu tiên kudasai. Natsuyasumi ni kuni e kaeru to mottemasu. Hay đi desu ne? Rồi, để hiểu hơn một chút này nữa thì chúng ta cùng nhau qua phần luyện tập. Hay sasuku renshu shimashou. Hay konoe mitte kudasai. Rồi, các bạn này làm sao ta? Đúng rồi, các bạn này là gì? Mainichi shinbun wo yomimasu, là bạn đó có dự định gì? Đúng rồi, bạn đó có dự định là mỗi ngày để đọc báo, đúng các bạn? Thì động từ yomimasu chúng ta chuyển sang động từ thể trí là gì? Đúng rồi ha. Thì chúng ta sẽ có một cái gì nào? So desu ne, chúng ta sẽ có một câu là mainichi shinbun wo yomoto mottemasu. Hay, もう一度言ってください。毎日新聞を読もうと思っています。読みます。chúng ta chuyển sang động từ thể trí là 読もう cộng cho と思っています。Thì câu này dịch sao các bạn? Rồi, mỗi ngày tôi có dự định là gì? Đều đọc báo. Hay, いいですか? Hay, 次の練習しましょう。Hay, この方やめてください。Thôi, các bạn nhìn vào bức tranh bên phải là bức tranh này đang là ở nước nào ta? Đúng rồi, America. Thì bạn này là gì? Dự định là dự định sao ta? Đúng rồi, dự định là năm sau sẽ đi gì? Đi Mỹ. Thì chúng ta sẽ có một câu là lai nen America e ikimasu. Thì động từ ikimasu chúng ta chuyển sang động từ thể trí là gì nào? Đúng rồi, thì chúng ta sẽ có là iko. Chắc thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? So desu ne, chúng ta sẽ có một câu là lai nen America e iko to mottemasu. Hay, mochi do yatte kudasai. Lai nen America e iko to mottemasu. Hay, いいですね. Thôi, bạn ra gì cho mình câu này nào? Đúng rồi, là gì? Năm sau tôi dự định là gì? Đi Mỹ. Hay, いいですね. Hay, 次の練習しましょう. Thôi, cái này mấy các bạn đang nhìn vào này là ở đâu ta? Đúng rồi, là cái phim. Và live stream là gì? Đúng rồi, là tuần sau là gì? Tôi có dự định gì? Để đi xem phim cùng với bạn. Thì động từ mi mắt chúng ta chuyển sang ikoke, động từ để trí thì chúng ta sẽ chuyển như thế nào nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ chuyển thành miyo, được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? So desu ne, subarashii desu. Thì chúng ta sẽ có một câu là Raishu tomodachi to eiga o miyou to mottemasu. Hay, mochi do yatte kudasai. Raishu tomodachi to eiga o miyou to mottemasu. Hay, いいですね. Là gì? Tuần sau tôi có dự định đi xem phim với bạn ha. Rồi, 次の練習しましょう. Rồi, các bạn nhìn vào đây là cái gì ta? これは何ですか? そうですね、これはカメラです. Rồi, các bạn giá tiền いくらですか? Rồi, 19万円ですね. 高いカメラですね. Thì chúng ta gì?
Mình sẽ gì? Mình có dự định gì? Mình có dự định mua cái camera này ha. Mua cái camera giá cao này thì mình sẽ có mẫu câu gì ta? Kai must thì chúng ta chuyển động từ đuôi y thì chúng ta sẽ chuyển sang gì? Đuôi o thì mình sẽ có là kao. Được chưa các bạn? Rồi, chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Rồi sẽ chúng ta sẽ mẫu câu là Takai kamera o kao to omotte imasu. Hai, mochidoite kudasai. Takai kamera o to omotte imasu. Hai, ii desu ne. Là gì? Tôi có dự định mua cái camera mắc tiền này ha. Được chưa các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu có chút to omotte imasu này thì mình có để cái link cái bài tập ở phía dưới. Và nếu bạn nào làm được 100 điểm thì bạn đó sẽ được 1 điểm tích lũy. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata konnichiwa.